Kính thưa ông bà anh chị em, câu hỏi mà chúng ta thường bận tâm, nhất là mỗi khi chúng ta chuẩn bị làm việc hay kết thúc một việc nào đó, đó là: người ta nghĩ tôi là ai? Người ta nghĩ về tôi như thế nào? Câu hỏi trên đã ảnh hưởng rất mạnh trên cách sống của nhiều người. Hỏi như thế để biết dư luận, sau đó điều chỉnh cách sống của mình. Nếu dư luận đó mình thích, chúng ta sẽ tiếp tục sống theo những gì dư luận đang có về mình. Còn nếu như dư luận đó mình không thích, chúng ta cố gắng sống làm sao để được dư luận khen ngợi mình là người giỏi, người tài. Người nào có sự hoài nghi về mình thì luôn luôn tìm kiếm sự xác nhận của người khác về mình. Chúa Giêsu hôm nay cũng đặt câu hỏi đó với các môn đệ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: dân chúng hỏi thầy là ai? Đây cũng là một câu hỏi rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng cho Chúa Giêsu, mà là quan trọng đối với các môn đệ, đối với những người được hỏi. Chúa Giêsu không hỏi điều đó vì lợi ích của Ngài, mà vì lợi ích của các môn đệ. Bởi vì Chúa Giêsu biết rõ Ngài là ai. Người hỏi các môn đệ câu hỏi này không phải để biết dư luận rồi chiều theo dư luận, nhưng là để các môn đệ biết đúng về Ngài. Biết đúng về Chúa Giêsu là điều hết sức quan trọng. Bởi vì người ta chỉ đi theo Chúa Giêsu với một mục đích đúng đắn khi thật sự hiểu biết con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì thế, trong suốt cuộc hành trình gieo giảng, điều mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho tất cả thính giả của Ngài đó là bản tính Thiên Chúa nơi người. Tất cả những lời người dạy, những việc người làm đều nhằm đến mục đích này. Thế nhưng tin mừng cho chúng ta thấy, mặc dù dân chúng rất thán phục và kinh ngạc trước những lời giảng dạy và những việc làm của Chúa Giêsu, thế nhưng họ vẫn không thật sự biết đúng về người. Khi họ đồng hóa Chúa Giêsu với Elia và Jeremia, theo sự hiểu biết của họ thì họ tán dương và đặt người ở một vị trí cao, lớn ngang hàng với những vị ngôn sứ lỗi lạc nhất. Thế nhưng cho dù như vậy đi nữa thì đối với họ, Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những nhà tiền phong cho đứng được sức dầu của Thiên Chúa. Cũng giống như mấy ngày hôm trước, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoa bánh da nhiều cho 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ con ăn no nê, thì họ muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua. Bởi vì được làm thần dân của một vị vua như vậy thì tốt quá. Họ sẽ không phải lo cái ăn cái mặc, họ sẽ được bảo vệ bằng một sức mạnh quân sự vô địch. Như vậy, đám đông dân chúng đã hiểu sai về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ khuôn định con người và sứ mạng của Chúa Giêsu vào nhu cầu đời sống vật chất của họ. Vì thế, họ đến với Chúa, theo Chúa với một mục đích sai lạc. Họ cũng tin vào Chúa, nhưng niềm tin của họ là một niềm tin lệch lạc. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn trực tiếp đặt vấn đề về chân tính Thiên Chúa của người với các môn đệ. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Điều này không có nghĩa là người chẳng biết gì về cái mà thiên hạ nghĩ về mình, nhưng là vì Chúa Giêsu muốn các môn đệ có một sự hiểu biết đúng về người, một sự hiểu biết không dựa trên ý kiến hay dư luận của dân chúng, một hiểu biết được xây dựng trên tương quan cá nhân của mỗi người với Chúa. Bởi vì việc biết đúng về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu thì thật quan trọng. Sự hiểu biết này vừa là nền tảng cho một niềm tin đúng đắn, vừa là sức mạnh nâng đỡ và định hướng cho đời sống đức tin của người môn đệ. Sau lời nhận định của các môn đệ thân tín mà Phêrô là người đại diện: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với Phêrô
Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Điều đó cho thấy sự hiểu biết của con người về Chúa Giêsu không đến từ giáo lý mà con người nghĩ ra, mà đến từ Thiên Chúa. Con người chúng ta thường đưa ra những suy nghĩ, những lý lẽ về Thiên Chúa, rồi xây dựng niềm tin của mình trên suy nghĩ và lý lẽ đó. Chúng ta có thể đưa ra rất nhiều lý luận để xây dựng cho niềm tin của mình. Chẳng hạn, người thân của con bị bệnh nan y, Chúa cho người thân của con khỏi bệnh thì con sẽ tin Chúa. Gia đình con đang khốn khổ, Chúa cho gia đình con hết khốn khổ thì con sẽ tin Chúa. Hay xã hội đầy bất công, chỉ cần Chúa làm phép lạ để thiết lập lại sự công bằng thì con sẽ tin Chúa. Tất cả những điều kiện chúng ta đưa ra để tin Chúa, cho dù điều kiện đó có tốt, có hợp tình hợp lý như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể đem lại cho chúng ta đức tin. Bởi vì một mặt, đức tin không phải là món hàng để chúng ta trao đổi mua bán. Mặt khác, phép lạ cũng không đem lại cho chúng ta đức tin. Nếu đức tin có thể đến với con người thông qua phép lạ, thì tất cả dân chúng, những người đã từng theo Chúa, từng chứng kiến biết bao phép lạ, từng nghe những lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa, chắc chắn sẽ tin Chúa hết. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy đức tin được đặt trên nền tảng sự hiểu biết đúng đắn về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Sự hiểu biết này không đến từ giáo lý mà con người nghĩ ra, nhưng đến từ sự mặc khải của Thiên Chúa. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết tìm sự hiểu biết về Thiên Chúa nơi hai nguồn mặc khải là Thánh Kinh và các giáo huấn của Hội Thánh, để đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày một thêm vững mạnh. Amen. Con có Chúa mà, con có lo chi bận tần. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chi tìm vần chân. Tháng ngày cứ rong ca, chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu, rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thân nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đơn nào quanh đời vẫn mãi theo con, không rời con hàng tin yêu, cuộc đời con mà, con có lo chi bận tần. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chi tìm vần chân. Tháng ngày cứ rong ca, chia
chia sẻ những yêu thương, hàn lời trái tim yêu, rằng Chúa thương con thật nhiều. Con có lo chi bận tần, con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chi tìm vần chân. Tháng ngày cứ rong ca, chia sẻ những yêu thương, hàn lời trái tim yêu, rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thân nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đơn nào quanh đời vẫn mãi theo con, không rời con hàng tin yêu, cuộc đời con.